Cố gắng lên đi, cố gắng lên đi bà chị. Tôi sẽ cố rặn nó ra đi. Trời đất ơi, sao bà chị lại tới cái vùng hẻo lánh này sinh sống để bây giờ không đủ tiện nghi thế này? Tôi có nỗi khổ riêng của mình. Ra rồi, con của bà chị trao đây rồi. Ủa, sao đứa nhỏ này kỳ lạ quá mày? Cái đầu của nó, cái đầu của nó không phải là cái đầu người. Quái vật, quái vật. Bố tụi ta, ở đây có quái vật. Bà mu, đừng đi mà. Tội nghiệp con của tôi, tất cả là do mẹ đã làm con có hình hài xấu xí như thế này. Nín đi nào, nín đi nào. Ở đây rồi, chắc chắn trong cái khu nhà hoang này rồi. Mấy ngày hôm trước, vợ tôi đã đỡ đẻ cho một người phụ nữ đẻ ra một thứ rất kỳ lạ. Chúng ta tới mà phải bắt được thứ kỳ lạ đó bán cho sở thú thì sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Ủa, có thấy cái thứ gì đâu? Anh có nhầm không vậy? Vợ tôi đã nói, ở khu vực này mà, xung quanh đây đâu có cái nhà hoang nào nữa đâu. Hay là chúng ta thử chia ra kiểm tra thử xem sao? Mẹ ơi, mẹ ơi, tại sao chúng ta núp ở đây làm gì vậy? Còn cô mẹ bé bé cái miệng thôi, có lũ người xấu bên ngoài định tới đây bắt con đó. Ủa, tại sao họ lại muốn bắt con chứ? Con vừa mới được sinh ra mấy ngày, con chỉ ăn ngủ rồi lại ị thôi mà, con đâu có làm gì bậy bạ đâu. Bởi vì con có một ngoại hình rất đặc biệt, không giống như loài người. Đã vậy, tốc độ lớn của con rất nhanh. À đúng rồi, con lớn như thế này có thể di chuyển được. Vậy thì mẹ sẽ cho con biết, cha của con không phải là một con người, cha của con là một Titan. Nhưng mẹ không biết rõ tên ông ấy là gì. Con hãy nhanh chóng đi tìm ông ấy đi, có lẽ con đến thế giới của Titan an toàn hơn là ở đây rất nhiều. Hả? Còn mẹ thì sao? Mẹ đi chung với con luôn cho vui. Không được, mẹ phải ở đây ngăn cản lũ người xấu kia. Con mau đi đi, nhanh lên. Dạ. Chết tiệt, đằng kia có tiếng động kìa anh em. Chắc có lẽ là con quái vật đó, nó định bỏ chạy, mau đuổi theo. Sợ quá, cha ở đâu. Nó ở đằng đây nè, nó phát hiện ra nó rồi. Nó thật sự là có một con quái vật, cái đầu của nó thật kỳ lạ. Lũ xấu xa. Phải nhanh chóng tìm được cha của mình, nhưng đi đường nào đây? Hả? Đằng này. Đằng này, có mùi của lũ côn trùng to lớn. Thích quá. Ngon quá đi. Thật là sảng khoái. No quá, đầy bụng quá. Trời đất ơi, không lẽ là khó tiêu nữa hay sao? Hả? Người của mình thay đổi rồi. Mình trở nên to lớn phi thường. Cái đầu của mình cũng biến đổi nữa kìa. Nhưng mà buồn quá đi. Đi kiếm cha mấy tháng này mà chẳng gặp được. Không biết bây giờ phải đi hướng nào nữa đây. Thôi cứ đi đại đi. Chết kìa, không ai rồi. Chúng ta bị lũ Skibi đi đột kích rồi. Mau thảm ra, cố gắng chống lại bọn chúng. Ủa, ở đây có đánh nhau kìa. Trời đất ơi, Một bên là những tên quái vật trong cái máy giặt, còn một bên là những người có cái đầu na ná giống mình nhưng mà kiểu khác. Không lẽ kia chính là đồng loại của mình? Chắc chắn họ sẽ biết cha của mình. Mình tới giúp họ thôi. Lũ Skibi đi, bọn ta sẽ liều mạng với chúng mày. Có miệng chó tới kìa, miệng chó tới kìa. Ủa, không phải là người của chúng ta. Hay quá, tiêu diệt sạch lũ Skibi đi rồi. Người là ai? Sao lại cứu chúng ta? Không có gì đâu. Mấy người cũng là đồng loại của tôi mà. Tôi tới đây để tìm cha của mình đó. Không đúng, người là cái đầu gì vậy? Còn bọn ta là đầu lo Smith cơ. Bọn ta khác người mà. Nhưng người nói người tới đây tìm cha, không lẽ cha của người là một Smithman hay sao? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng có lẽ là như vậy. Làm ơn dẫn tôi gặp người đó đi được không? Thôi được rồi, cảm ơn công người đã cứu bọn ta. Bọn ta sẽ dẫn người về lãnh địa của loài Titan Speakerman bọn ta để coi thử cha của người là người nào. Đi thôi.
Cảm ơn, cảm ơn. Này, mẹ của tôi từng nói cha của tôi là một tai tần, cha của tôi hay giúp đỡ loài người, và mẹ của tôi vô cùng hâm mộ ông ấy. Thế là họ đã nảy sinh tình cảm, rồi tò tí te làm chuyện 80 cộng, rồi để ra tôi đó. Thôi được rồi, ngươi đừng nói nhiều nữa, mau vào bên trong đi, để xem chúa tể của ta có biết ngươi là ai hay không. Và sẵn ngươi coi thử ai là cha của mình. Gì vậy nè, lũ thuộc hạ kia, các ngươi dẫn ai tới đây vậy? Là tôi, là tôi. Tôi cũng không biết mình là gì nữa. Nhưng mẹ của tôi là một con người, cha của tôi là một tai tần, và tôi tới đây để tìm ông ấy. Cái gì? Ở đây chỉ có một mình ta là tai tần Speakerman thôi. Ta là chúa tể ở đây, và ta chưa bao giờ qua lại với lũ con người để sinh ra một thứ lại đặc biệt như ngươi. Nhưng khoan, nhìn ngươi rất quen, nhìn ngươi rất giống hắn. Thủ lĩnh ơi, mau nói cho hắn biết hắn giống ai đi. Chắc có lẽ người đó là cha của hắn đó. Với lại lúc nãy hắn đã cứu chúng con, hắn đã liều mạng giết hết lũ Skibby đi để ăn thịt chúng con. À, khá khen cho một sinh vật dũng cảm. À, nhìn ngươi chính xác hơn là một tên người mấy chiếu. Cha của ngươi chắc có lẽ là tên tai tần Cameraman, bởi vì ngươi rất giống hắn ở cái đầu của mình. Và lại, hắn luôn lo chuyện bạo động, suốt ngày bảo vệ thế giới của con người. Và chắc có lẽ cha và mẹ của ngươi đã gặp nhau từ đó. À, hay quá, hay quá. Vậy là tôi biết được cha của mình là ai rồi. Cha của tôi là một tai tần Cameraman dũng cảm. Tôi sẽ tìm ông ấy ngay. Làm ơn cho tôi biết giờ ông ấy đang ở đâu. Hắn ta đang ở vùng thảo nguyên rộng lớn, đang ngăn chặn những con quái vật khổng lồ đánh tiến tới thành phố của loài người. Nhưng khoan, đường tới đó vô cùng trắc trở và nguy hiểm. Đặc biệt, nơi đó xuất hiện những quái vật mà ngay cả ta cũng chưa từng thấy. Nếu ngươi với hình hài như thế này thì sẽ không đủ sức mạnh để đến gặp cha của ngươi. Nghĩ tình ngươi đã cứu giúp thuộc hạ của ta thoát chết, ta sẽ cho ngươi một món quà. Đó là một nguồn sức mạnh giúp ngươi cũng hóa thành một tai tần. Cảm ơn, cảm ơn ngài tai tần Speakerman. Ngài thật là tốt. Cảm ơn tất cả thuộc hạ của ngài nữa. Được rồi, tôi sẽ nhanh chóng đi tìm cha của mình. Hãy cẩn thận về lũ quái vật ở đó. Bọn chúng không đơn giản giống như ngươi nghĩ đâu, tai tần mấy chiêu. Tôi biết rồi. Thảo nguyên rộng lớn gần thành phố của loài người đây rồi. Cha của mình đâu? Sao không thấy ổng đâu nhỉ? Thứ quái vật chết tiệt. À, mày mau dừng lại, không được tiến thêm một bước nữa. Đây rồi. Thành phố con người chính là quê hương của vợ ta. Mày đừng hòng phá nát nơi đó. Mau tránh ra, ta muốn xé xác lũ con người đó, muốn ăn thịt nuốt bọn chúng. Bọn chúng đã chọc giận ta, ta điên tiết. Mau cút cho ta. Không ai rồi. Thứ quái vật đó là gì vậy? Nó to quá, nó thật dữ tợn. Mình phải qua phụ cha của mình mới được. Nếu không, ông ấy sẽ lâm nguy mất. Trời ơi, còn tới tiếp tay cha một bước đi. À, ngươi là ai? Sao gọi ta là cha chứ? Là con đây. Mẹ của con là một con người, nhưng đã có thai với cha là một tai tần Cameraman. Mẹ của con đã trốn vào rừng để cố gắng sinh ra con. Bà ấy đã chịu đựng bao nhiêu cực khổ để mở cho con một con đường máu đi tìm cha đó. Cái gì? Vợ của ta? Mày ngươi là con trai của ta? Đúng vậy. Mặc dù con hơi thay đổi so với cha một chút, con lại là đầu mấy chiếu, nhưng về cơ bản hai chúng ta đều giống nhau. Mẹ kiếp, hai chúng mày tới đây ngăn cản tao hay là hai chúng mày nhận cha con vậy? Hổ kiếp, dám khinh thường tao, tao sẽ dẫn nát hai cha con chúng mày. Con trai, hãy cẩn thận. Thứ quái vật này gọi là Godzilla, nó bị nhiễm phóng xạ từ những sản phẩm độc hại của con người. Bây giờ nó mang nỗi uất hận chút lên nhân loại đó. Trời, nó mạnh quá. Chúng ta hãy cùng hợp sức đánh nó văng đi thật xa đi. Không thể nào giết được nó đâu. Trời, hay lắm con trai. Nhưng mà thế giới nhân loại sắp gặp chuyện không hay rồi. Chắc chắn thứ đó sẽ quay lại